Đây là một chiếc mà em muốn nhấn mạnh ngày hôm nay. Bản 2020, lốp thì là zin rồi, không có gì để nói rồi các anh. À, lốp sau thôi, lốp trước thì là lốp sau còn zin, lốp trước rồi họ vào đinh họ thay rồi. Đây anh em. Hàng này zin hết nhá. Đây là càng này. Sơn này đang dán ni lông. Đấy, có dán ni lông, xước một chút ở mép này, nó là xước zin nguyên bản. Hàng của 2020 màu xám, một trong những cái màu mà rất nhiều các anh thanh niên săn tìm vì nó có độ độc, độ hiếm nhất định. Ngoài đen sần ra, em đánh giá đen sần thì là nó mất một chữ cái đây rồi, thì là hot nhất thôi. Còn lại các anh hầu hết là chọn những cái màu nó lạ, nó độc. Thì mẫu này được rất nhiều các anh hỏi, cũng không có nhiều hàng các anh ạ. Biển Hai Bà Trưng 43718, xe của 2020. Rồi đấy, bản xám sần anh em nhá, xám sần. Xám bạc thôi, không sần chị ạ. Xám bạc, con này xám xám bạc xanh. Rồi. Đấy. Chốt 15 triệu anh ơi, con quay 300 triệu nữa thôi anh ơi. Màu trắng anh ạ. Nhấn mạnh màu trắng nhá. Nó năm nay màu trắng được đánh giá rất nhiều các anh hỏi đấy ạ. Màu đỏ, màu xanh cốm em bán rẻ hơn. Màu trắng anh lấy cố lên cho em mấy trăm. Rồi, 2 vạn mốt các anh nhá. Hàng là máy zin, sơn zin đến thời điểm hiện tại. Các anh về lấy sẽ có phải sờ ba như là một vài chữ cái trên tem, cộng với tay sách, cộng với phía đằng trước này một chút không thể tránh được. Cuối năm bên em sẽ không sờ ba được ngay giai đoạn này. Em sẽ để xe mộc. Để ra riêng anh em có thể đến lấy luôn với chiếc xe như thế này. Em bán ra giá cũng cực kỳ yêu thương. Các anh có thể xem vừa like trước vài phút, những xe của 2020 đều 35 triệu cho chiếc trắng đỏ. Chiếc này em để mộc bán ra cho các anh em mình ngay trên like 32.500.000. Rồi. Thật sự đây là chưa giá rất là mới. 32.500.000 cho một chiếc 2020 các anh nhá. Đấy, màu bạc. Gọi là xám xám ghi. Chính xác trên đăng ký là màu xám ghi. Của Hoàng Kiên. Ok, xe ủng hộ cửa hàng. Cảm ơn anh Phạm Hồng Sơn đúng rất là nhiều nhá. Em nhớ. Cảm ơn anh Phạm Hồng Sơn. Đi đâu rồi? Hai khóa đầy đủ nhá. Xe này còn đôi gương đấy, lúc anh mua là có đôi gương đấy. Không biết đây nó có. Thôi hỏi anh em xem anh em. Rồi, chắc là vừa mới tháo ra thôi. Còn đôi khóa đầy đủ nhá, 32.500.000, chưa có bao dọn. Theo em thì các anh em để mộc đi cũng không sao, ra Tết có thời gian quay lại bên em dọn. Em bán nhiều xe trong giai đoạn cuối năm này, em toàn hay tư vấn khách như vậy. Đảm bảo vấn đề an toàn như là má phanh, nhông xích, gọi là chức năng quả đèn xi nhan đầy đủ để lưu hành. Còn phần làm đẹp, các anh thư ra lên ngoài riêng, nó có thời gian rông dài mình làm nó thoải mái hơn ạ. Anh em nhá, 325 cho chiếc LED màu xám ghi này. Tí nữa thiệp báo luôn nhá. Gương có để báo luôn anh em. Vâng. Chắc là bên đối tác bán chưa trả thôi. Nhưng em nhớ lúc nhận xe là có gương. Kia lên Thái à anh? Không, ý là anh em đang nói là giật lên một chiếc quay ZX được. Được anh ạ. Ngày trước là mình hay giật như thế. Dòng này thì đăng ký nó chỉ có một màu. ZX nguyên bản phải đăng ký hai màu nó mới là chuẩn ZX cơ. Nhưng mà không sao, cái đấy thì... Có con AB2019 nào đẹp không ạ? Chiều em qua xem được thì em lấy. Em có một chiếc màu đỏ được không anh? Màu đỏ thôi ạ, màu đỏ. Giá bên em cũng là giá thật sự mua những chiếc đấy ngày thời điểm đỉnh. Mua 35 triệu, bây giờ sếp em mới chỉ đạo là 33 triệu để bán. Xe cực kỳ lướt và đẹp. Màu đỏ đấy anh ạ, à, đúng ý anh đấy, vâng. Mạnh thổ mạnh hỏa đấy. 2019 anh nhé, khóa xe mặt đây, xe thì không có gì để chê. Có đúng cái rồi. Giá, nhưng phải cái nhấn mạnh, thời điểm em mua là 35 triệu, em kỳ vọng bán 37. Nhưng đến lúc không thành công, bán hòa 35, chưa trôi. Sếp em vừa chỉ đạo bán 33 triệu, đấy em vẫn nhớ. Thực ra là cái con đấy nó là 2019, thời điểm mua là... Chính xác ạ, nó cũng là thời điểm các anh nhá. Nhưng cũng là quan trọng thêm, nó là một chiếc cực kỳ chất và đẹp. Thì bên em mới bưa ra cái giá 35 triệu khi mua. Có một anh khách đã từng trả giá xuất 35. Nhưng thời điểm đấy do là đang chuộng nên là sếp cũng lại để giữ lại. Đến nay giờ thì thôi không giữ nữa, xác định để lỗ 33 triệu. Anh cần thì em gửi ảnh chi tiết ạ. Anh thuyền rời bến có CD670, hiện tại em không còn ạ. Anh Hòa Chọc cho anh xe The Gym một tí. Vâng anh Hòa Chọc, Đức ơi cho mấy chiếc The Gym rẻ rẻ tiền nhá. Tầm 15-20 ấy, ok. Tí em ra anh Hà nhá. Mệnh mộc thì anh lấy màu xanh đây. Lam, xanh da trời, xanh nước biển và màu đen là ok. Màu còn đen mệnh, luôn. Mệnh đây. Mộc thì là, nếu mà mệnh mộc màu đỏ thì nó lại... Thôi đốt tí, đốt nhanh. Quay Alpha đỏ đun vừa xong, cho giá 12.500.000 được không shop, ok cuối năm chốt. Không được ạ, à. Em nhớ không nhầm thì em mua chiếc này của bạn Trọng, Cao Cao. Em xem và sếp mua. Đấy, thời điểm giao dịch xong là gần 13 triệu, xếp cộng có triệu mấy là thành 14 năm. Anh em nào có nhớ cái buổi live nhưng nó phải 3 tháng rồi. Em vừa phải check trên giá live em mới đưa được ra giá là 14 năm cho anh em. Đấy, còn giá kỳ vọng cửa hàng tận 14 năm cơ. 15 năm cơ, nhưng mà giá live thì em đưa xuống 14 năm rồi các anh nhé. Rồi, tiếp theo anh em nhé, tiếp theo một chiếc quên pha màu rồi. Đen sần. Rất ấn tượng cái màu này các anh ạ, nó là màu đen sần, một trong những cái màu mà đắt nhất. Không chỉ là Way đâu, từ Vision hay là LED hay là đến SH, em vẫn ấn tượng là cái màu đen sần luôn luôn được anh em và các khách hàng tin dùng nhất. Chị em cũng thích đúng không?
lại lên được đèn led, pha đèn led. Về zin vẫn ok nhá, họ chỉ lên cả đâu đó 300.000 đến 500.000 là các anh em về zin, nhưng mà họ lên họ còn mất đến cả tiền gần triệu mới lên được, thì anh em ạ, họ đã mất công lên rồi, mình giữ lại cũng đẹp mà anh. Đấy, một trong các mẫu đèn led của dáng SH. Bản đen sần đẹp không? Đúng, rất là đẹp. Rất là đẹp anh em luôn. Rất là thích mắt luôn anh em, đồ đạc rất là sáng. Đấy. Lên đèn để sáng sáng thôi chứ không phải là một chiếc xe độ của dân chơi đâu các anh ạ. Nhìn các anh có thể kiểm tra từ cái đuôi này, nhiều anh em hay xem cái đuôi bốc đầu. Anh Phong ơi, nó tà vẹt mất. Có anh ạ, Tết mua xe có khuyến mại anh ơi. Quay. Nhà anh em hiện tại là đang có 3 4 5 7 nhân viên ế. Anh có không thích khuyến mại nhân viên ế thì cứ mua xe khuyến mại nhân viên. Đấy. Đúng rồi ạ. Đúng rồi ạ. Nhân viên nữ nhá, còn nhân viên nam thì nam nữ có đầy đủ anh em ạ. Đấy. 2023 nha anh em nhá, màu đen sần. Anh em nào quan tâm thì làm cho nam mà con tặng thì phải giảm cả giá xe theo chứ không được tăng. Nữ thì phải tăng giá xe vì hàng kèm theo, hàng nó giá trị nam bên em nhiều lắm, 40 người. Nam có giá trị mà, đúng không? Các anh mà chọn là phải giảm giá xe cơ. Ngày xưa các cụ rồi nói rồi, trọng nam khinh nữ. Bây giờ nam nữ bình đẳng em ạ. Thế nên hôm ra là bây giờ là nhân viên nam bên em cũng rất nhiều, cao to đẹp dai như Đức, như Thiệp. Đây, vẫn còn giới thiệu một hàng vẫn đang đợi chờ tất cả những chị em nhá. Rồi. Tiếp theo, em đọc biển không? 16.300.000. Rồi, hợp lý không? Đen sần của 2021, lại không cả bộ đèn. Tất nhiên là khi anh em mà đòi đèn về zin thì em cũng có, thôi có nào em để thế. Nhưng mà đấy là trên tinh thần nó có sẵn thì gọi là anh em nào hợp thì là lựa. Đúng ạ, còn về zin thì đâu đó 300.000 đến 500.000, anh em sẽ báo giá cụ thể cho anh em để em xem cái chóa trong, cái đuôi trong nó còn hay không đã. Đúng ạ, còn với một chiếc đen sần như thế này, với cái giá sau 16.3 thì em nghĩ rất hợp lý. Thì 2021, bây giờ 2020 các anh cũng đã về 15.3 như thế này để các anh em thấy giữa xe các năm các đời. Đúng ạ, lệch nhau có 1 triệu, nãy em like một chiếc 2020 vị trí này thì phải giá là 15.3, bây giờ các anh thêm 1 triệu nữa sang 16.3 để các anh thấy đồng nghĩa là xe giữa các năm. Đúng ạ, lệch nhau có 1 triệu. Dòng Way là thế, mỗi năm tụt có 1 triệu. Giữ giá không ạ? Nếu các anh sử dụng thì anh cộng thêm cho em tầm khoảng 1 triệu trên cái số tụt của xe đời. Vì cái 1 triệu đấy nó sẽ rơi vào các cửa hàng. Nên tại sao khi các anh em hay nói là đi nó lùi khoảng đôi triệu đấy, thì do là 1 triệu là giữa lệch cái năm sau nó khác năm nay. Và 1 triệu cửa hàng sẽ phải kinh doanh phục vụ cho vận hành. Đấy, thì giá sẽ dao động như vậy các anh nhá. Đấy. Nên là rồi, thực ra Way nó giữ giá lắm các anh ạ. Có 16.300.000 anh em nhá. Rồi. Một chiếc bản sần, đen sần. À, em à, trong đó em phải ở đây giới thiệu để giới thiệu xe cho các anh xem chứ. Em mà bị hàng không tặng thì một anh ấy là gọi là Phong Oplat, em thấy kết bạn Zalo với anh ấy là như thế, anh ấy đặt cọc rồi, anh ấy đang dọn thì chiều anh lấy. Tôi ra cái chiếc biển tỉnh này nó rẻ hơn, chiếc qua em bán 5 biển Hà Nội thì chiếc tỉnh này em bán có 4 triệu thôi. Đúng không ạ? Nó cũng là màu đỏ, nó cũng là FI đời 2011 rồi. Đấy, hàng nó mọc hơn. Lấy về các anh em sẽ phải hàn rồi dán cái cánh hoa thôi, tiết kiệm tối đa các anh có 4 triệu mà, đúng không ạ, đánh bóng lên thôi chứ các anh mà thay bây giờ cái đồ nó lại cao. Chiếc này thì yên còn không phải bọc cơ, để mộc yên luôn. Hình thức thì theo em là để nguyên bản thôi các anh, không cần phải cầu kỳ nhiều, có cần làm lại cái biển thì làm, còn không thì cũng thôi, đúng không ạ. Nếu làm lại cả biển thì nó 180 cơ, ốp lại thì nó có 25, nhưng mà mình phải lót rồi lại tô thì nó sẽ đắt hơn đấy ạ. Đây, hàng nó cũng mộc mạc thôi, hàng FI rồi nhá, phun xăng điện tử, cốp rộng, 4 triệu Việt Nam đồng thôi. Hàng giá thật sự là rất là phù hợp đây. 4 triệu Việt Nam đồng các anh ơi, rẻ. Một chiếc Atila FI anh em ạ. Biển thì theo em với cái tầm tiền kinh tế ở mức giá này thì các anh cũng không nên cầu kỳ quá về biển. Thật sự đúng không ạ? Nó có là 4 triệu thì thôi, biển ta hay biển tàu miễn đủ pháp lý đi đường, có đăng ký, có giấy mua bán là được rồi. Nhưng bây giờ các anh bảo biển anh xa, anh muốn về đang bảo là anh ra lấy đổi click nhé. Anh muốn lấy con nào để đổi click hả? Đúng anh rồi. Ơi, anh lấy con nào cũng được, anh đổi qua, anh cứ nhưng qua bên con đây. Con này thì nó không lại được với click, nó hàng FI tiết kiệm xăng, nhưng mà bù lại thì nó lại không phải là hàng Honda. Đấy, nó sẽ có những độ trôi sụt giá hay xem là đồ đạc phía sau điểm. Rồi, ok anh Nguyễn Thiện, em sẽ lên chiếc zin trước. Anh Hà đang hỏi